Mắt đường xem hình sắc của vật phi lễ, tai đường nghe lời phi lễ, thân thể tứ chi đừng hành động phi lễ, miệng đường ăn nói phi lễ. Quả thật vậy, nếu ngũ quan không dựt theo sự vật phi lễ thì ý sẽ được thanh tịnh. Phật giáo dạy bất tùy phân biệt. Thật vậy, nếu ngũ quan chẳng chạy theo vật chất để phân biệt tốt xấu hơn kém thì ngũ thức không chỗ nương để sanh, thế là ý thanh tịnh. Đệ lục giác quan là chỗ sanh lục thức, nay giác quan ấy đã thanh tịnh thì phép thành ý chẳng còn khó khăn nữa. Đức Lão Tử nói rằng danh sách giới thân bên nào trọng hơn, thân sánh với tiền của cái nào quý hơn, đặng sánh với thất cái nào khổ hơn. Ta, Đức Lão Tử, sở dĩ có hoạn nạn là tại ta cố chấp nhục thân là trường tồn bất diệt, rồi quanh năm cứ làm thỏa mãn nó. Nay chúng ta cứ quên nó đi thì chúng ta có hoạn nạn gì đâu. So sánh lợi với hại rồi, Ngài khuyên chúng ta nên di vô di, dị vô dị, nghĩa là làm việc khi việc chưa đến, còn ăn thì không cần miếng ngon vật lạ. Hai câu này cắt nghĩa như sau: một, di vô di, đại ý như vậy, chúng ta đã biết làm giữ thì quả trả lại, biết như thế rồi chúng ta không làm giữ, hoặc nói rõ ra là chúng ta biết làm giữ thì quả trả lại. Lánh giữ tức tránh quả khi chưa đến, thế làm việc khi chưa đến. Dị vô dị, đại ý nói rằng người ta ăn để sống, vậy ăn thế nào đủ sống là được, chứ không cần cao lương mỹ vị. Ở đời phải biết tri túc, nghĩa là biết đủ ăn, đủ mặc, đủ sống thì thôi. Tri túc thì tâm không vọng cầu, không phóng túng. Di quả mạc đại ư bất tri túc, di cửu mạc đại ư dục đắc, cố tri túc chi túc thường túc hỷ. Đạo Đức Kinh nghĩa là nói về việc tai họa thì chẳng có tai họa nào lớn bằng chẳng biết đủ, nói về nguy hại thì chẳng có nguy hại nào lớn hơn lòng mướn đạm. Cho nên biết đủ trong cái đủ thì luôn luôn được đủ. Nói rút lại, phép thành ý khởi đầu từ sự ngăn ngừa lục căn không cho phóng túng theo vật chất. Còn bên ngoài thì xem lục trần như giả tạm, không quá ham muốn, không quá luyến ái. Lục căn không giao tiếp với lục trần thì lục thức chẳng có chỗ nương để sanh, thế là ý thức trở về chân, nghĩa là ý thức không còn sôi nổi làm loạn tâm linh nữa. Phép thành ý là thế, còn cái bí quyết của nó, sách Đại Học nói rằng sở dị thành kỳ ý giả, vô từ khi giả, nghĩa là cái mà gọi là sửa ý ra chân thật kia cốt yếu không tự khinh. Thử hỏi từ trước đến giờ chúng ta thất tính với mình mấy lần? Chắc hẳn là không ít. Giả tỷ như lúc ấu xuân chúng ta hứa với mình cố gắng học hành cho trở nên người hữu dụng, thế mà ít lâu lại thối chí ngã lòng, đó là tại chúng ta tự khinh mình vậy. Phép thành ý phải cương quyết thực hành, nói tỉ như khi chọn được điều lành thì tận lực làm theo, hoặc chọn được việc chẳng lành thì thật tình lánh xa. Làm lành lánh dữ phải thực hiện rõ ràng, cũng như người ta ưa cái đẹp ghét mùi hôi kia vậy. Hễ ý thành thì tâm sẽ chánh. Để kết luận phép thành ý, chúng tôi xin nhắc câu sách Nhật ký nói rằng người ta sanh ra lúc ban đầu thì tịnh, ấy là tánh trời phú cho người. Đến chừng cảm vật chất mà vọng động là tại sự ham muốn của tánh, vật đến thì người ta cảm biết, lòng hiếu ố theo đó mà sanh. Lòng hiếu ố nếu chẳng kìm hãm được bên trong thì sự hay biết chạy rong ra ngoài, và nếu không thu liễm được thì thiên lý bị tiêu diệt hết. Giả lại, vật cấm dỗ người ta thì vô cùng, nếu không tiết chế được lòng hiếu ố thì lúc bấy giờ người ta bị quá theo vật,
mà hễ người ta bị quá theo vật thì thiên lý bị mất rồi, nên người sống theo nhân dục. Nhân sanh chi tịnh thiên chi tánh, cảm ư vật nhi động. Tánh chi dục giả, vật chí trai, tri nhiên hậu hiếu ố hình yên. Hiếu ố vô tiếp ư nội, trí dụ ư hoại, bất năng phản cung, thiên lý diệt hỷ. Phù vật chi cảm nhân vô cùng, nhi nhân chi hiếu ố vô tiếp. Tắc thị vật chí, nhi nhân quá vật giả, nhân quá vật giả, diệt thiên lý nhi cùng nhân dục giả, nhạc khí. Vậy tâm tịnh là tánh trời phú cho người ta, cho nên hễ chúng ta giữ được tâm tịnh thì thiên lý xuất hiện làm chủ nhục thân hành động theo đạo tự nhiên. Trái lại, để cho tâm động thì tâm lúc bấy giờ biến thành ý. Ý thì khuynh hướng về phàm trần, ham muốn vật chất, cầu thỏa mãn nhục thân, đó gọi là nhân dục. Mà hễ nhân dục càng thịnh hành thì thiên lý càng lu mờ, sự khổ não theo đó mà sanh. Vậy phép thành ý tóm tắt là bỏ vọng tồn chơn hoặc bỏ động về tịnh. Mà hễ nhân dục tận tịnh thì thiên lý lưu hành. Nói về chánh tâm, tâm là thần minh, tiếng thông thường gọi là thần lương tâm. Sở dĩ tâm linh thiêng như thế là vì bản thể của tâm là điểm tánh trời phú cho người. Nho giáo gọi tánh ấy là thiên lý và cái chiêu minh linh giác. Ở trong thiên lý ấy, dương dương minh gọi là lương tri, mà chúng tôi đã giải bài trong chương thần trí. Nhưng có điều khó cho người thế nhân là tâm vốn hư hư thiệt thiệt, khi hiện khi ẩn, hoặc có hoặc không, trí phàm khó nhận thức. Đức Khổng Phu Tử nói rằng: tháo tắc tồn, xả tắc vong, xuất nhập vô thời, mặc tri kỳ hướng. Nghĩa là giữ thì còn, bỏ thì mất, ra vào chẳng có giờ khắc, không nhất định ở chỗ nào. Theo lẽ này mà suy ra thì tâm người ta đáng lẽ chí thiện chí mỹ, vì bản thể của nó là một điểm tánh trời ban phú cho người. Thế mà tại sao chúng ta phải thực hành phép chánh tâm cầu tâm được ngay lành? Ấy đó, chỉ vì khi người ta nhiễm trần, tâm bị nhục thân lôi cuốn mà phải thất chánh. Xem sách đại học bảo rằng tâm nếu có nóng giận thì thất chánh, nếu có sợ sệt thì thất chánh. Mà hễ tâm thất chánh thì mắt xem mà chẳng nhận biết, tai lắng nghe mà e chẳng nhận nghe, miệng ăn mà chẳng nhận biết mùi. Tình dục đã làm loạn tâm như vậy, nay chúng ta đã thực hiện phép thành ý, tức đem vọng về chân, thì tâm được cởi mở một phần nào để rồi phục hồi chân tướng của nó. Bây giờ nói đến phép chánh tâm, phép này có hai mặt, bên ngoài thì lo ngăn chặn khi quan, bên trong phải thâm nhập vào nội giới, khám phá và tuyệt trừ những cái mê chấp như ngã tướng, pháp tướng chẳng hạn. Nên hiểu rằng muốn bài trừ tâm động thì không phải đứng bên ngoài dòm ngó, mà trái lại phải thâm nhập vào nội giới, dùng tâm biết tâm, dùng tâm trị tâm. Về phương pháp thực hành, chúng tôi đề cập phép trai tâm như sau. Trai tâm là gì? Trai tâm là một phương thức đem tâm về cõi thanh tịnh vô vi và dồi mài trau sữa cho nó phục hồi trạng thái thiên nhiên của nó. Phép trai tâm gồm hai mặt là trai tâm tiêu cực và trai tâm tích cực. Nói về trai tâm tiêu cực, đối với sự vật bên ngoài, hành giả phải giữ thái độ thụ động, nghĩa là xem sự vật như không quan hệ đến mình. Tuy có giao tiếp, có hành động nhưng không vướng mắc. Chúng ta nên tưởng mình như một người ngoại quốc mới đến xứ lạ, người không quen. Ở hoàn cảnh ấy, chúng ta có đường chúng ta, sự vật có đường của nó. Huệ Năng Lục Tổ bảo rằng cái hành giả nên đặt mình vào cảnh không, cần cho tâm được không. Chỗ này Đức Lão Tử bảo rằng chúng
ta nên giữ lòng lặng lẽ như đứa hài nhi chưa biết cười. Trăng tử bảo chúng ta nên quên đại khái như quên việc trần lao tục lự, quên tất cả những cái gì đã làm mê lòng, quên hoài, quên trong, quên đến cả thực tại của mình. Pháp tọa vong này thực thi cho đến cùng cực, lúc bấy giờ trong thâm tâm chỉ còn có một cái toàn thể duy nhất. Và theo trang tử, trong cảnh đại tịnh ấy thình lình phát xuất một ánh sáng trong suốt có thể cảm thông với Đức Chí Tôn là nguồn sanh hóa vạn vật. Trai tâm tích cực, thực thi phép trai tâm tiêu cực, tức như phép tọa vong, thì chúng ta đã ngăn được ngọn gió bát phong. Lòng chúng ta tạm yên trong cảnh bình tĩnh như những tâm tế tướng, như ngã tướng, pháp tướng chẳng hạn, vẫn còn tiềm tàng trong chỗ sâu kín. Thành thử chúng ta phải thi hành phép trai tâm tích cực nữa, tức phép tỉnh sát, để tuyệt diệt đến căn bản của nó thì tâm mới được sáng tỏ viên dung. Bát phong là tám ngọn gió, lời suy khổ, lời khen và lời chê trước mặt, lời khen và lời chê sau lưng. Tám món này thường loạn tâm. Công phu tỉnh sát có động tác, nhưng động tác nơi đây không phải vọng động theo ý thức, không phải phóng tâm theo ngoại giới như phàm phu, mà thật phải hồi quang phản chiếu vào tâm giới, khám phá những mê chấp. Đại khái như trong khi tọa vong, chúng ta thấy có một vọng niệm manh nha tức thì chặn nó lại và cố tìm ra nguyên nhân của nó, rồi dùng cách quán tưởng làm cho tâm sanh nhàm chán để cởi mở cho hết vọng chấp. Ví dụ chúng ta có tật nông nổi, chúng ta nên dùng lẽ trầm tĩnh để quán tưởng, nghĩa là cứ nhớ mãi trầm tĩnh thì nông nổi chẳng có chỗ xen vào. Công phu quán tưởng lâu lâu trầm tĩnh mới thành thói quen, rồi nó sẽ thay thế cho tật nông nổi. Thói quen là tánh tự nhiên thứ nhì, chúng ta nên biết điều ấy. Sau đây chúng tôi xin trích vài chuyện của người xưa học hỏi với nhau để minh xác công phu tu hành. 1. Khiết khuyết hải đạo nơi Bị Di. Bị Di nói rằng sát ông giữ thật chính, mắt ông nhìn thật duy nhất, lâu lâu thì hòa khí sẽ đến với ông, thu liễm trí lại, giữ thân tâm điều hòa, rồi thần linh sẽ đến với ông. Đức sẽ biến thành vẻ đẹp của ông, đạo sẽ biến thành nhà của ông. Bị Di nói chưa dứt lời thì khiết khuyết đã ngủ khì. Thật lòng người ấy như tro nguội, xác người ấy như xương khô. Đại để phép tọa vong là thế. Tuy thân tâm như thế, nhưng người ấy có một cái biết lạ lùng. Cái biết ấy cảm thông từ lớp trí thức, từ lớp ý thức và thâu nhập vào trong bản thể của vũ trụ mà chúng ta không đủ văn từ để mô tả. Thể theo sách lịch sử trích học Đông Phương của cụ Nguyễn Đăng Thục. 2. Nhan Hồi hỏi phu tử về phép trai tâm. Nhan Hồi nói, nhà Hồi nghèo không rượu để uống, Hồi lại không ăn hành tỏi, thế có phải trai tịnh không? Đức Trọng Ni đáp, đó là trai tịnh để tế lễ chứ không phải trai tâm. Dám hỏi thế nào là trai tâm? Hãy chuyên nhất trí ngươi, không nên nghe bằng tai mà phải nghe bằng tâm. Tiến lên nữa, không nên nghe bằng tâm mà phải nghe bằng khí. Nếu dùng tai để nghe thì nó ở hoài, nếu dùng tâm để nghe thì nó ngưng ở chỗ hợp. Khí là vật hư không, chỉ có hư không mới điều hòa với đạo. Thế thì trai tâm cốt yếu cầu tâm được hư không, nhưng ở đây dùng danh từ hư không để đánh đổ bệnh rối loạn. Chứ sự thật thì tâm có một điểm chân thần ở trong cõi lòng dị pháp chi trung. Cái linh giác này nếu biết hàm dưỡng theo phép chánh định thì lâu lâu nó sẽ biến thành một tinh thần cường kiện sáng suốt,
có thể làm chủ nhục thân tiến hóa theo đạo tự nhiên. Nên hiểu rằng đó chẳng phải là một năng lực nào khác mà vốn thật là một trạng thái tâm linh tấn hóa đến một trình độ cao siêu mà danh là chân ngã, mà cũng là điểm tánh của Đức Chí Tôn chia cho mỗi người. Nay chúng ta đem tánh thiên nhiên của mình trở về với nguồn cội của nó, tức nó trở về với Đức Chí Tôn, rồi nó sẽ hòa mình với đạo tự nhiên và vạn vật mà sanh sống trong vũ trụ. Thế nên chúng ta tạm gọi là vũ trụ quá tâm linh, hoặc nói cách khác là sửa mình sanh sống theo đạo trời. Và lúc bấy giờ, trong tâm thanh tịnh kia, chỉ có một điểm chân thần di chủ cảm ứng mà biết mọi lẽ. Cho nên Đức Lão Tử nói rằng, không dòm ra cửa sổ mà biết đạo trời, không ra khỏi ngõ mà thông suốt việc thiên hạ. Chương thứ tư, tánh khí. Theo Chu Hối Am, trong khoảng trời đất có lý, có khí. Lý là cái đạo thuộc về hình nhi thượng, cái gốc sự sanh ra vật. Khí là cái khí cụ thuộc về hình nhi hạ, cái đồ để sinh ra vật. Bởi thế nên người giới vật sanh ra, ắt là bẩm cái lý ấy rồi mới có tánh, ắt là bẩm cái khí ấy rồi mới có hình. Thiên địa chi gian hữu lý hữu khí, lý giả giả, hình nhi thượng chi đạo giả, sinh vật chi bản ngã, khí giả giả, hình nhi hạ chi khí giả, sanh vật chi cụ giả, thị dĩ nhân vật chi sanh, tất bẩm thử lý, nhiên hậu hữu tánh, tất bẩm thử khí, nhiên hậu hữu hình. Nho giáo Trần Trọng Kim, quyển hạ, trang 157. Theo lời lẽ trên đây, chúng ta hiểu rằng người sanh ra ngoài cái lẽ hình hài của cha mẹ, người ta còn bẩm thọ của Chí Tôn một điểm tánh để làm tự tánh của mình, mà Chu Hối Am gọi là lý như đã nói trên, và một phần khí của vũ trụ để làm hình thể của mình. Tánh và khí, tức hồn và xác, liên hệ nhau như một thể, cho nên nói rằng chẳng có tánh nào mà không khí, và cũng chẳng có khí nào mà không tánh. Nhắc lại, khi bổn tánh người ta lìa khỏi cội sanh nó là Đức Chí Tôn thì nó lưu hành khắp vũ trụ, mà hễ đến đâu thì nó theo luật đồng khí tương cầu thu hút khí chất của vũ trụ để tạo nên hình thể của mình. Thế nên tánh khí không phân biệt vật nào trước, vật nào sau, cũng nhân lẽ này mà cõi nhân cho thân người là bầu trời đất nhỏ, hàm xúc đủ mọi khí thái cực âm dương ngũ hành và các lẽ màu nhiệm của trời đất. Và cũng nhân lẽ này mà sách Lễ Ký nói rằng nhân giả kỳ di, thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tứ khí giả. Nghĩa là người ta là đức trời đất, chỗ giao cảm khí âm dương, chỗ tụ hội của quỷ thần và những tứ khí ngũ hành. Đến đây chúng ta hiểu rằng chúng ta do đạo mà sanh thành, nhưng khi đã trót sanh thành rồi, chúng ta cũng phải hàm dưỡng thì được lý đạo nơi mình thì mới sanh sống và tấn hóa. Đạo Đức Kinh chương 39 nói rằng trời được một đạo thì trong, đất được một thì yên, thần được một thì linh, vạn vật được một thì sanh sống. Đến như số 1 là đạo nói đây. Nếu trời chẳng có nó để trong thì e trời phải liệt, đất chẳng có nó để yên thì e đất phải lỡ, thần chẳng có nó để linh thì e thần phải diệt, muôn loài chẳng có nó để sanh sống thì e muôn loài phải diệt. Thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh, kỳ trí chi nhất giả. Thiên vô dĩ di, thanh tương khủng liệt, địa vô dĩ di ninh, tương khủng phế, thần vô dĩ di linh, tương khủng hiệt, vạn vật vô dĩ, di sanh tương khủng diệt.
vậy đủ hiểu rằng chúng ta là một phần tử của vũ trụ. Chẳng những chúng ta phải sanh sống theo cái lối nhịp nhàng của đại toàn thể vũ trụ mà còn phải sống chung với muôn loài nữa. Đạo giáo có câu giữ thiên địa đồng sanh, giữ vạn vật đồng thể. Cớ sở dĩ nhiên nên chúng ta hằng thấy người nào gần đạo thì hưởng nhiều hạnh phúc, trái lại kẻ càng xa đạo thì càng nhiều thống khổ. Xem như Đạo Đức Kinh chương 39 nói rằng vạn vật được đạo thì sanh, còn hễ thất đạo thì diệt. Vậy người ta là một loài trong số vạn vật thì người ta cũng chẳng hoài công lệ ấy, nghĩa là người ta phải lập đức theo lẽ chí thiện và phải ăn ở thế nào để bảo tồn hai khí âm dương luôn luôn điều hòa bên trong nội giới. Theo y học Đông Phương, nếu hai khí âm dương bị thiên thắng thì mất điều hòa, mà mất điều hòa thì thân thể mất sức khỏe và sẽ đi lần đến diệt vong. Đến đây chúng ta đã hiểu đời sống của mình căn hệ với đạo tự nhiên thế nào rồi. Bây giờ chúng ta nên tìm biết tánh khí của mình thay đổi, đổi thay làm sao. Tự biết mình, tự biết đạo tự nhiên, rồi lần hồi theo đó mà học tập cầu cho tánh khí đồng hóa với đạo tự nhiên. Thiết tưởng sự sanh hoạt của mình đã theo được cái hòa điệu của động lực nguyên thủy vũ trụ, thì đó gọi là chúng ta đặt đời sống của mình ra ngoài không gian, thời gian, nhân quả. Mà hễ không gầy nhân quả tiện thị là giải thoát kiếp luân hồi vậy. Nói về bổn tánh, như Thánh Ngôn đã chép trước kia rằng tánh người là một điểm tánh trời phú cho, cũng như sách Trung Dung chép mạng trời là tánh người, còn khi ở nơi người tánh là bản thể của tâm. Thế nên muốn thấy tánh trước phải khai sáng tâm mình, Phật dạy minh tâm kiến tánh là lẽ như vậy. Phép minh tâm kiến tánh tuy không nói về khí, nhưng chúng ta phải hiểu rằng tâm tánh phản bổn quần nguyên thì khí sẽ theo đến vậy. Nhắc lại, tánh ấy vốn của trời ban cho người, thành thử nó nguyện diệu vô cùng. Hệ tịnh thì nó thu tàn những lẽ nhiệm màu thiên liêng của vũ trụ, còn hệ động thì nó ứng hóa khắp cả càn khôn. Tánh ấy vốn có một nhưng mang nhiều tên khác nhau, như Phật giáo gọi Phật tánh, Đạo giáo gọi linh quang, Nho giáo gọi bổn tánh, tiếng thông thường gọi linh hồn. Chúng ta chớ khá lầm lẫn danh từ mà phải sai lạc nguyên tắc tu hành. Về sự quan sát nhận định tánh ấy, ông Duy Ma Cật nói rằng Phật tánh không nhiễm, không tịnh, không nhiều, không ít, không trước, không sau, không nhất định ở đâu, nhưng chỗ nào cũng thấy nó đến. Nó ngự trên lục nhập, tức sáu giác quan, sống hoài tam giới, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó không phải vô vi và cũng chẳng phải hữu vi. Bản thể của tánh hồn nhiên, ngôn ngữ của người ta không thể bàn luận, không thể so sánh, suy lường được. Thế mà dạng pháp ở thế gian đều quy về tánh. Quả thật, tánh ấy tùy thời ẩn hiện, chủ trương hành động của người theo đạo tự nhiên. Nhưng nếu người ta không biết giữ gìn cái bản thể thanh tịnh của nó và để cho nhục thân trước nhiễm vật chất kích thích tâm động, thì lúc bấy giờ tánh bị biến ra một trạng thái khác mạng danh là tánh khí chất. Nói về tánh khí chất, theo danh từ mà định nghĩa thì tánh này do khí chất mà sanh. Nó hay khuynh hướng về phàm trần, mưu cầu sự khoái lạc vật chất, lòng dân dục theo đó mà sanh. Theo Phật giáo, hễ lòng người có tham thì tham sanh ra sân, rồi sân lại sanh ra si. Đó là cái đại hoạn nạn của chúng sanh. Vậy phải làm sao để tránh cái hoạn nạn ấy? Chúng ta nên thực hành phép tồn tánh dưỡng khí. Nói về tồn tánh dưỡng khí,
Tồn tánh nghĩa là giữ gìn nguyên dạng, tánh bỗng nhiên trời phú cho người, nghĩa là tánh ấy luôn luôn phải thuần thiên nhiên lý và tự tại trong thâm tâm, để chủ trương sự hành động của phàm thân. Dưỡng khí nghĩa là nuôi dưỡng cái khí của thân thể được kiện cường và lọc lực, nó trở nên thanh khiết như khí thái hư của vũ trụ, để rồi khí và tánh hiệp thành một pháp thân sanh sống và giải thoát ra ngoài dòng nhân quả luân hồi. Tánh và khí tuy có hai danh từ, nhưng về sự động tác chúng nó có một thể mà thôi. Như chúng ta thấy, chẳng có tánh nào mà không khí, và cũng chẳng có khí nào mà không tánh. Tánh khí dung hòa thì mạng sống mới hoàn bị, tư tưởng và tình cảm mới cụ thể. Lẽ ấy chẳng khác nào khí âm khí dương của trời đất lưỡng hiệp thành đạo biến hóa sanh dục vạn vật. Cái cớ dĩ nhiên cho nên phép tồn tánh dưỡng khí phải thực hành song song, khiến cả hai tánh khí nương nhau đồng tiến trên đường tấn hóa. Lữ Tổ, một danh nhân trong đạo giáo, nói rằng tu mạng mà không tu tánh, phép tu hành ấy đệ nhất bình. Còn tu tánh mà không tu mạng thì vạn kiếp âm linh chớ khó nhập thánh. Tuy vậy, mặc dù nhưng tu tánh chiếm phần ưu tiên, bởi vì tánh là tướng soái của khí, tánh đến trước thì khí sẽ theo sau, cũng như vị tướng soái ở đâu thì ba quân di chuyển đến trụ sở ấy. Cho nên có câu nói rằng công phu tu tánh trước thiệt là một phép tu mạng đáo để vậy. Về phương pháp thực hành, chúng tôi đề cập ba đề tài như sau là trai giới, công học, tâm học. Trai giới tức là ăn chay và giữ giới. Ăn chay, kẻ tu hành ăn chay mục đích cầu sự nhẹ nhàng tánh khí, bởi vì vật thực vào tỳ vị tiêu hóa ra khí huyết, mà khí huyết có sở dụng quan trọng trong sự linh động của tánh khí. Trì giới, tâm không được nghĩ đến tham lam trộm cắp, tâm không nghĩ đến dâm dục, tâm không nghĩ đến sát sanh. Giữ giới nói đây thuộc về tâm học, cho nên hành giả phải tự chủ mới giữ được. Ba giới này là hột giống gây nghiệp quả luân hồi. Về công học là về phần công truyền tồn tánh dưỡng khí, tức là trau dồi tánh khí chất và đem nó trở về giới tánh thiên niên. Ở đây chúng ta nên tụng kinh, đọc sách, tìm hiểu lẽ phải để làm theo, chủ yếu là ngăn ngừa dục vọng, bài trừ tật hư, nết xấu, vân vân. Quyển Đại Đạo Giáo Lý và phần Phương Châm Nhập Thế trước kia đã cống hiến một vài bài học nhỏ mọn về phương diện công truyền. Ở đây tuy chẳng nói dưỡng khí, nhưng đồng thời với sự tu tánh, chúng ta phải lưu tâm đến sự dưỡng khí, đừng để khí hao tán vô lối. Về tâm học, đến đây chúng ta thực hành câu thành tánh tồn tồn đạo nghĩa chi môn, đại ý là hàm dưỡng tánh bổn nhiên của mình trở nên thuần nhiên thiên lý, và cố giữ gìn cho nó tự tại mãi trong thâm tâm. Đó là bước đầu vào cửa đạo nghĩa. Có điều nên nhớ là tánh và khí không xa nhau, cho nên nói tồn tánh tức đã có hàm xúc cái nghĩa dưỡng khí rồi vậy. Ở đây chúng tôi theo danh từ riêng của Mạnh Tử mà gọi chí và khí hạo nhiên, thay vì dùng chữ tánh và khí. Chúng ta nên hiểu rằng chữ khí nói đây cũng là tánh, nhưng dùng về mặt tích cực để điều khí, chứ không phải chí với tánh là hai vật. Nay thử hỏi chí và khí hạo nhiên ra sao, thì Mạnh Tử nói rằng khí hạo nhiên, khí này là nguyên, là khí lưu hành trong trời đất mà người ta đã bẩm thọ một phần ở trong thân thể của mình. Cho nên Mạnh Tử cũng nói rằng kỳ di khí giả chí đại chí cường, dĩ trực dưỡng nhi vô hại, tắc tắc hồ thiên địa chi gian,
đại ý nói rằng bản thể của khí hạo nhiên là khí thái hư của trời đất. Nó rất lớn, rất mạnh, nếu người ta biết hàm dưỡng mà chẳng xâm hại thì nó có thể tràn ngập cả không gian. Chí là tâm linh ngưng chỗ nào thì trạng thái ấy gọi là chí, vậy chí cũng là tánh như đã nói trên. Nên hiểu rằng chí khí tuy hai danh từ, nhưng sự tác động giống một, một bên là thể, một bên là dụng. Thể và dụng hợp thành một linh động ở trong thân thể, cho nên hệ chí chuyên nhất tác động khí, khí chuyên nhất tác động chí. Bằng cớ là khi người ta dấp té hay chạy mau thuộc về khí, nhưng cũng động đến tâm. Về mặt thực hành, Mạnh Tử bảo rằng thi tập nghĩa sở sanh giả, phi nghĩa tập nhi thủ chi giả, nghĩa là thực hành đạo đức rồi khí theo đó mà sanh, chứ không phải dùng sức mạnh để chụp lấy. Đại ý câu này nói, cái hành giả luôn luôn làm việc hợp đạo nghĩa và cứ tự nhiên thi hành đạo đức châu tất không sao lãng, không bỏ dở và cũng không mong chóng thành. Làm như thế thì khí càng ngày càng tăng trưởng. Công phu lâu ngày, học giả sẽ cảm thấy ấn chứng khí trưởng, tất hữu sự y nhi vật chánh, tâm vật vong, vật trợ trưởng giả. Mạnh Tử nghĩa là ắt có việc vậy, nhưng chớ cho là được, tâm chớ quên mà cũng chẳng nên trợ mau lớn. Mạnh Tử còn nêu gương người nước Tống trồng lúa cho chúng ta hội ý mà hiểu phép dưỡng khí. Người nước Tống trồng lúa, anh ta muốn lúa mau lớn rồi ra đồng nhóm gốc lúa. Làm như vậy là anh ta có ý muốn cho lúa mau cao, nhưng sự thật anh ta làm lúa chết. Nói rút lại, phép trồng lúa đài để người ta cứ nhổ cỏ bón phân rồi lúa theo thời tiết mà lớn. Phép dưỡng khí cũng như thuật trồng lúa vậy, cái học cứ ung dung thực tiễn đạo vào ung dung tình dưỡng tinh thần rồi khí theo đó mà sanh trưởng, chứ chẳng khá bức bách dục thúc cho khí chống mạnh. Sau đây chúng tôi xin đề cập vài phép tu tập mặc dù nhỏ mọn, xong để mở màn suy gẫm tìm học. Đại để phép tồn tánh dưỡng khí là tịnh tâm, nhưng tịnh tâm nói đây không phải không làm việc, bởi vì chúng ta sống lẽ tất nhiên phải hành động, nhưng hành động chớ chẳng khá vọng động. Nói về hành động, hành động là làm bổn phận mình như làm dân, làm quan, làm con, làm cha hoặc làm lành lánh dữ. Hành động thì có chương trình, có mục đích và nhất cử, nhất động đều có thần lương tâm kiểm soát. Tức từ việc lo nghĩ, nói năng đến đậm đụng, mỗi mỗi đều có ý thức rõ ràng, rồi theo đó mà làm. Hành động đúng theo đạo nghĩa thì khí hợp mà sanh, hành động như thế thì không động tâm, nhờ tâm tịnh mà khí sanh. Nói về vọng động khác hành động, nó không được sắp đặt có trật tự, không có chí hướng, không nhắm vào một kết quả nào. Nó chỉ do một sự ham muốn lặt vặt, một nhiệt hứng nhất thời bộc phát trong lòng như mừng, giận, thương yêu, ghét sợ. Vọng động có hại đến tánh khí. Chúng ta nên biết rằng tâm động mặc dù mạnh hay yếu đều có động đến khí. Cho nên phép dưỡng khí phải thận trọng gìn giữ bản tâm của mình, chẳng những thận trọng gìn giữ chỗ thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, mà nơi gián giải một mình cũng cẩn thận gìn giữ. Kẻ dưỡng khí cũng như người thợ bòn vàng. Thợ bòn vàng lượm từng chút, bòn từng hộp, không bỏ lỡ một cơ hội nào, thì kẻ dưỡng khí cũng vậy. Nó luôn luôn phải tự chủ, luôn luôn phải trầm mặc, không để tam bành lục tặc nhiễu loạn tâm linh. Nghĩa là nó chẳng có một ý niệm bất chánh, một tư tưởng vô ích, một dục vọng thừa thải, một tình cảm vô dơ phát động, và công phu phải liên tục tinh tấn. Sách đại học chấp rằng vua Thang khắc trên bồn tắm mấy chữ rằng cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân.
Chỗ này vua Thang có thâm ý nhắc nhở rằng nhục thân thì mỗi ngày phải tắm một lần để giữ sức khỏe, còn tâm hồn cũng cần phải tỉnh giác luôn luôn. Ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới. Và cứ làm mới mãi như thế, đừng để dật dục làm tế tắc tâm linh. Tóm lại, phép tồn tánh dưỡng khí là một pháp môn chẳng những tồn tâm dưỡng tánh mà còn phải thực hành phép vệ sinh nữa, nghĩa là cầu cho một thân thể sức khỏe, dễ khiến và biết phục vụ, nhất là phải thiền định để khám phá và bứng gốc bứng rễ những cái mê chấp trong tiềm thức như ngã tướng, pháp tướng chẳng hạn. Thứ nữa là trừ bỏ tật hư nết xấu, hung đúc đức tốt hạnh lành, trừ bỏ những tật tham lam ích kỷ, mở rộng lòng thương bao la để đối xử với người đồng loại cũng như các vật khác. Nghĩa là chúng ta thể theo đức hiếu sanh của Đức Thượng Đế mà thương yêu giúp đỡ vạn vật trên đường sanh sống và tấn hóa. Tâm thanh tịnh tự tại thì tánh khí sẽ theo đó mà xuất hiện. Có người hỏi Mạnh Tử học hỏi cách nào mà được suốt thông sự vật, thì ông đáp rằng ta chỉ tồn tâm và dưỡng khí hào nhiên mà được vậy. Sau đây chúng tôi trích một bài học phép dưỡng sanh của người xưa, ông cũng thêm một ý kiến học hành. Nói về phép dưỡng sanh, phép dưỡng sanh tức là phép nuôi sống. Hiện nay tài liệu về phép môn vệ sanh truyền bá từ Tây Phương sang Đông Phương rất nhiều và mỗi mỗi đều thuần thục nhiệm màu. Chúng ta nên tìm những phép nào thích nghi với thể chất của mình rồi tận lực áp dụng cầu một sức khỏe vô tỳ, một thân thể thanh khiết kiện toàn rất cần cho cái thể khí vô vi. Đạo Đức Kinh chương 10. Tải doanh phách bảo nhất năng vô ly hồ, chuyên khí trí nhu năng anh nhi hồ, địch trừ quyền lãm năng vô tỳ hồ. Chú giải: một kẻ học làm cho hồn phách của mình hiệp một thể và giữ đừng cho xa lìa, làm như thế có thể được chăng? Hồn xác hiệp một tức là giữ tâm tự tại luôn luôn ở trong thân thể, tức thể hiện phép tồn tâm dưỡng tánh, cầu nhục thân bảo giữ được sức khỏe, làm như thế có thể được chăng? 2. Chuyên một lòng tinh luyện phần khí cho đến trạng thái mềm dẻo, ôn nhu như thân thể đứa trẻ 5-6 tháng, làm như thế có thể được chăng? Giả lại khí là hơi, mà hơi thì khó cầm giữ. Đức Lão Tử lưu ý kẻ học phải chăm nom về khí, bởi vì khí là nhiên liệu cấu sanh vật thể, dưỡng khí tức là di dưỡng vật thể được khương cường và cũng là giúp tinh thần được thông minh sáng suốt. Tận lực dịch hóa tâm lý, sanh lý từ chỗ lãng mạn, phức tạp cho đến thuần nhất, nghĩa là gọi rửa cho thật sạch những dấu vết tinh vi của tư tưởng hỗn tạp còn ẩn núp trong chỗ sâu kín, khiến cho tánh bản nhân của mình được tự do xuất hiện, làm chủ đời sống của mình, làm như thế có được chăng? Theo thiện kiến, mỗi người có một thể chất riêng biệt, nhân đó mà phép dưỡng sanh không giống nhau. Đức Lão Tử không thành lập phương tu mà đặt một vài vấn đề cốt yếu để mỗi người tự tìm, tự học, tự hành. Có lẽ cũng vì ý kiến này cho nên về sau phái luyện đơn, một giáo phái ở trong đạo học tách ra chú giải rộng ra thành một học lý thâm sâu. Đại để như câu chuyên khí trí nhu năng anh nhi hồ, người sau chia sự hô hấp ra hai giai đoạn để thực hành. Một điều tức nghĩa là làm chủ hơi thở và bắt nó phải tuân lệnh của người. Hai định tức nghĩa là ngừng thở ra ngoài mũi mà chỉ thở trong tạng phế, chỗ này cũng gọi là nội tức. Thấy sách Ấn Độ chép chuyện tu hành của người Phakir, đại khái họ cũng đạt được phép nội tức nơi đây. Nghe nói có người nằm trong cái hòm pha ly cả tháng không thở mà không thương tổn tánh mạng.
Có điều nên biết là phép này rất khó thực hành. Chúng ta không nên mạo hiểm nếu không có thầy dạy. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc cho rõ sự tu hành của người xưa mà thôi, chứ chúng tôi cũng không có kinh nghiệm về mục này. Theo Mạnh Tử, người nào tồn dưỡng chí khí viên mãn thì họ sẽ đồng nhất với võ trụ. Họ có khí phách cao sang thoát tục. Ông nói, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, nghĩa là đứng trước cảnh giàu sang chẳng si mê, đứng trước cảnh nghèo hèn không dời đổi. Thật quá vậy, nếu người nào thực hành đến trạng thái này thì con người ấy tự chủ được, mà hễ tự chủ được khi có thể gọi là thành. Có thành mới có minh, thành là đạo trời, minh là đạo người. Minh thành tức là bắt chước đạo trời mà sửa nên đạo người. Tóm tắt, người tu đến đây thì tâm linh của họ đã vào cảnh hư vô tịch chiếu, nghĩa là lúc nào tâm của họ cũng không không, như trong cái không ấy có một viên dáng tròn trịa sáng suốt, cũng như gương trong hễ giật đến thì phản chiếu vào trong mà chẳng hề che khuất một mảy may nào. Nhưng đó là người đã hoàn toàn xuất thế. Còn như chúng ta còn phải giao tiếp với người và vật ở chung quanh mình, thì chúng ta lúc nào cũng phải lấy sự đại tịnh làm căn bản, nghĩa là lúc nào cũng bình tĩnh, trầm lặng, mực thước và luôn luôn tự chủ, mặc dù có làm muôn công ngàn việc cũng vậy. Đoạn kết sau đây chúng tôi sẽ bàn đến cử chỉ xử thế và cách giác tha. Phần tổng kết. Kết luận 1, học lý. Học lý chép thành quyển sách nhỏ này, trên đường tấn hóa chúng tôi nhắc đến sự hiện hữu của đấng tạo hóa, luật nhân quả luân hồi, võ trụ dịch lý. Ấy chỉ về quan niệm võ trụ, còn về nhân sanh quan, chúng tôi đề cập đến sự học đạo trời để làm quy củ mà sửa đạo người cho đến mức chí nhân, chí thiện, chí mỹ. Sự học hành chúng tôi chia ra hai giai đoạn, nhập thế và xuất thế. Nói về nhập thế, trong đoạn phương châm nhập thế, chúng tôi giảng diễn phép tam lập là lập đức, lập công, lập ngôn, mục đích trau sửa, dồi mài thân khẩu ý, làm cho mình có tư tưởng, việc làm và lời nói đúng theo lẽ chí thiện. Kết quả là đào tạo cho mình một nhân cách có đủ khả năng làm tròn những bổn phận làm người, như sửa đạo nhà, làm bổn phận công dân và góp công vào cuộc xây dựng hòa bình thế giới, cũng như trình tự học hành của Nho giáo là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Về xuất thế, khi nhân đạo rảnh rồi, chúng ta bắt đầu thực hành giai đoạn xuất thế. Tuy nói xuất thế nhưng không phải lẩn tránh xã hội hay ẩn trốn trong rừng sâu núi thẳm, mà thật ra đặt đời sống tinh thần ra ngoài dòng tục lụy trần ai và chung quy cầu sự giải thoát kiếp luân hồi, mặc dù thân vẫn còn sanh sống trong cõi trần gian như muôn vàn người khác. Tóm lại, hai giai đoạn đường học tập này góp thành một học thuật nhân sanh triết lý. Công phu học tập căn cứ theo đạo tự nhiên và bắt đầu từ hữu di học đến vô di pháp. Mỗi học lý cố gắng làm tận lực mình đem lại sự kinh nghiệm thuần tí để rồi áp dụng nó vào đời sống thực tế hàng ngày. Giả lại, đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ nền tảng là quy nguyên tam giáo thành một giáo lý đại đồng, cho nên về bài học chúng tôi chiếp trong tam giáo, tham bát với thánh ngôn của Đức Chí Tôn Giáng Cơ dạy. Có điều chúng ta nên nhớ là học hành đạo đức chẳng phải đọc sách suông như học văn chương,
mà thật phải thâm thiền nhập định và suy gẫm, tìm hiểu và thực hành cho cái biết tiến thành tâm đức của mình. Giáo lý để học. Chúng tôi tham bát thánh ngôn của Đức Chí Tôn Giáng Cơ dạy với giáo lý Tam giáo thâu hẹp kể như vậy. Về Nho giáo, Nho giáo dạy chúng ta tìm thiên lý lưu hành trong thế giới vạn hữu để làm căn bản sự học hành. Nho giáo cung cấp cho chúng ta những bài học xử thế và thể hiện một khoa luân lý học căn bản là đạo trời, phương tiện là nhân nghĩa, kết quả là cầu một sự sống an vui hòa thuận trong gia đình xã hội và khắp cả nhân loại ở năm châu. Chung quy người trọn lành được siêu thoát về trời, chầu bên tả bên hữu thượng đế. Như cố nhân đã quan niệm, nói rút lại, Nho giáo dạy chúng ta tìm đường giải thoát trong lãnh vực hữu vi. Về đạo giáo dạy tu chân nghĩa là bỏ phía sau lưng mình những sự vật hảo quyền của thế gian và cố thâm nhập vào bản thân, tự tìm biết mình và quán cái thân tâm cho thuần nhiên thanh khiết, có thể đồng hòa với đạo tự nhiên trời đất. Khi sanh tiền thì sống một cuộc đời, cái thân ngoại vật là tiên trong đời và chung quy siêu thoát về bồng lai tiên cảnh. Nói về Phật giáo, dạy chúng ta giải thoát rồi đem cái sở đắc của mình giúp chúng sanh giải thoát. Muốn thể hiện lý này, kẻ hành giả phải đặt mình vào cảnh hư vô tịch diệt và cố gắng đi thẳng vào cảnh niết bàn tự tại, sống với một cuộc đời bình thản an nhiên, không vướng mắc bụi trần, không hệ lụy trần ai và không mê chấp ảo ảnh, rồi đem cái sở đắc của mình cứu độ chúng sanh đặng giải thoát như mình. Vậy Phật giáo dạy chúng ta tự giác rồi phải giác tha nữa để hoàn thành sứ mạng kẻ đệ tử. Tóm lại, Nho giáo dạy thực hành nhân đạo để rồi sẽ giải thoát. Đạo giáo đưa chúng ta đi ngay trên đường giải thoát trong kiếp hiện tại, tức đương giải thoát. Phật giáo thì giúp chúng ta giải thoát rồi, ba giai đoạn tấn hóa sẽ giải thoát, đương giải thoát và đã giải thoát rồi, hiệp thành một con đường độc đạo giải thoát kiếp luân hồi ra ngoài dòng sanh tử. Thể theo thánh ngôn của Đức Chí Tôn, giải lại tam giáo mỗi đạo đều có một giáo lý riêng, kinh sách riêng. Nay quy nguyên tam giáo thành một giáo lý đại đồng thì cái biển pháp bao la kia, kinh sách thống nhất thành một tàng thơ diện rộng lớn không biết đâu mà kể cho hết. Kẻ nông cạn như chúng tôi nếu không người dìu dẫn thì dị tất đã ra khỏi tàng thơ diện ấy. Mai thay đức thầy chúng tôi Giáng Cơ dạy phải học thế này bỏ thế kia, giải nghĩa chữ khó hiểu, bớt câu thừa thêm ý thiếu. Nhờ sự cởi mở ấy, chúng tôi ra khỏi sự khó khăn để sưu tầm chân lý học hành và chép thành quyển sách nhỏ này. Phương pháp thực hành đạo đức theo ngũ chi đại đạo. Học để biết thiên lý, hành để làm cho thiên lý biến thành tâm đức, để rồi nó sẽ phát biểu nơi tư tưởng, lời nói và cử chỉ hành vi của mình. Phép thực hành đạo đức chúng ta nên theo cấp bậc ngũ chi đại đạo, như mới nhập môn thì học hành nhân đạo, rồi tiến lên thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Quan niệm tri hành hiệp nhất. Tri hành hiệp nhất chia ra hai mặt ngoại giới và nội giới. Ngoại giới, Tống Nho chia tri hành làm hai là biết và làm. Ban đầu cải học quan sát sự vật bên ngoài, tìm biết rồi đem áp dụng vào thực tế. Họ bảo nhau rằng biết mà không làm cũng như chưa biết. Về nội giới, về phương diện tâm học, Dương Dương Minh bảo rằng tâm và lý là một thể, cũng như tri và hành không thể chia đôi. Ông nói tìm hiểu lý ở trong tâm, phân tách cho rõ ràng từng chi tiết và thống hiệp những chi tiết ấy thành một cái biết có đầu đuôi mạch lạc. Thế là tri và hành hiệp một rồi vậy. Đốc hành. Trong phần trước chúng tôi có chép chuyện vua Thang có khắc
trên bồn tắm của người mấy chữ Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Thân ý vua Thang làm như vậy để nhắc nhở rằng mỗi ngày nhục thân dơ thì phải tắm cho sạch để bảo tồn cho sức khỏe. Tâm cũng vậy, mỗi ngày phải canh tân, chớ đừng để vật dục chiêm nhiễm. Câu này đủ đánh thức lòng tin của chúng ta vậy. Tóm lại, những học lý chép trong quyển sách nhỏ này tuy không là bao, nhưng thiết tưởng nó cũng nhắc nhở cho cải học một phần nào. Kết luận 2. Tam đạt đức. Tam là ba, đạt là thông suốt, còn đạo lý đã học tập có tâm đắc rồi gọi là đức. Tóm lại, tam đạt đức là ba cái đức thông suốt để ứng dụng khi xử kỷ tiếp vật. Giải lại, sau thời kỳ minh tâm kiến tánh thì đức của người ta sáng tỏ trong cõi lòng dị pháp di trung, và nó sẽ ứng dụng thiên hình dạng hạn khi hữu sự. Đây chúng ta nói tóm tắt tam đạt đức. Vậy tam đạt đức là gì? Nho giáo có nhân trí dũng, Phật giáo có bi trí dũng, Đại đạo có ái huệ công bình, kể như sau. Nhân là lòng thương yêu của người ta, nó là một điểm đức háo sanh của trời phú cho mỗi người, thế nên ai cũng có sẵn nó ở trong lòng. Nói tỉ, khi trông thấy đứa trẻ sắp rơi xuống giếng thì ai cũng chạnh lòng thương. Chính lòng thương ấy là nhân vậy. Có nhân trong lòng mà tại sao có người không làm nhân được? Chỉ vì vật dục làm lu mờ đức nhân, cũng như búa rìu chặt hết nhánh lá mà cây phải trơ trọi. Nay đã biết chướng ngại đức nhân là vật dục, thì chúng ta cứ trừ ngay vật dục cho thật sạch thì tự nhiên đức nhân tỏ rạng, rồi chúng ta sẽ biết thương người mến vật và giúp cho người và vật được tương thân tương ái tương trợ. Trí là năng lực biết rõ sự phải quấy tốt xấu, nhân là thương yêu, nhưng cần phải có trí xét đoán để phân biệt chỗ nào đáng thương yêu, trường hợp nào đáng giúp đỡ. Có phân biệt sự phải quấy thì sự thương yêu mới thích hợp với lẽ phải. Dũng là tinh thần quả cảm, có nhân để biết thương yêu, có trí để biết xét đoán lẽ phải quấy, rồi cần phải có đức dũng để đôn đốc chúng ta thực hiện sự thương yêu. Ví dụ, chúng ta gặp người khốn cùng thì đức nhân bảo chúng ta phải thương người ấy, và nhờ trí mà chúng ta biết rằng tình trạng người ấy đáng giúp đỡ. Nhưng nếu chúng ta không có đức dũng thì chúng ta chẳng hề thực hiện được lòng nhân. Tại sao? Bởi vì thiếu tinh thần quả cảm để đôn đốc thì có khi chúng ta tiếc tiền, có lúc lại sợ nhọc công. Thế nên nói rằng có nhân có trí mà thiếu dũng cũng không thực hiện được lòng thương. Phật giáo có bi trí dũng, Đại đạo có ái huệ và công bình. Bi tức từ bi bác ái, chữ nhân nghĩa là thương yêu nhưng có giai cấp, tức thương người khác hơn yêu vật. Từ bi bác ái cũng có nghĩa là thương yêu nhưng không phân biệt gần xa. Đối với người đồng loại thì một màu bình đẳng, không phân biệt kẻ thân người sơ. Đối với thảo mộc côn trùng thú cầm thì xem chúng nó như đoàn em còn lạc hậu trên đường tấn hóa. Hằng ngày tùy phương tiện che chở, giúp đỡ và làm lợi sanh cho chúng nó. Từ bi bác ái dạy chúng ta phải tôn trọng tất cả sanh mạng, dầu một vật nhỏ mọn như con ong con kiến cũng vậy. Người nào giết một mạng sống phải chịu quả báo trả lại. Luật báo ứng lành dữ phước họa một mãi không sai chạy. Về mặt siêu hình, từ bi bác ái là một sức mạnh thiêng liêng trời phú cho mỗi vật đều có nơi mình. Nhờ đó mà các vì tinh tú, các quả địa cầu luôn luôn vận hành chung quanh nhau mà chẳng hề xâm lấn lẫn nhau. Còn ở nơi các loài sinh vật, sức mạnh siêu hình ấy quyến rũ giống đực, giống cái gần gũi nhau, yêu thương nhau với một cách mật thiết.
Muôn vật biết tương thân tương ái tương trợ, và mỗi vật chung quy đều hướng về trung tâm điểm của võ trụ là Thái Cực Thánh Hoàng. Tại sao? Bởi vì từ bi bác ái vốn là điểm háo sanh trời ban cho người. Chính đức ấy tích chặt vạn vật với cội sanh nó là trời. Ấy vậy nên người nào thực hiện được đức từ bi bác ái thì họ đồng hóa với cái nguyên thủy động lực của võ trụ mà thực hành cái lý giữ vạn vật đồng thể. Nhưng từ bi bác ái cũng cần có trí xét đoán phải quấy thì mới tránh cái dạ tự ti, và cũng phải có đức dũng để đôn đúc thực hiện mới được. Cũng như nhân phải có trí và dũng thì mới hoàn thành được lòng thương yêu. Chúng tôi xin chép bài thánh ngôn của bà Bát Nương Nữ Phật Diêu Trì Cung dạy về huệ ái và công bình như sau. Thánh ngôn: trí là mẫn huệ, tâm là thương yêu, thông đạt cả huệ ái là đạo. Huệ ái là gì? Người đời hiểu lầm từ bi bác ái là rộng thương, rồi thương đùa, thương càn, thương không phân biệt phải quấy. Thế mà cũng gọi là bác ái từ bi. Sự thật, lòng bác ái phải thể với đức háo sanh của Đại Từ Phụ là cha sự sống. Ngài muốn sự sống của chúng sanh còn mãi mãi sống đẹp vị thiên liêng, sống chung tâm hòa trí, sống yên vui thảo thuận, nói chung là sống với bác ái công bình. Thế mà ở đời nhiều trở ngại khôn còn dại mất, người hiền lánh mặt, đứa ngu khoe mình, trên chẳng thuận dưới chẳng hòa, ẩn im che đậy, tốt khoe xấu che, rồi thương không nỡ đăng tâm sửa trị, việc phải việc quấy lẫn lộn, thử hỏi đó là thương hay ghét? Phải biết dùng trí tìm tòi phân định, phải biết dùng lực thương yêu xử quyết, hư nên rõ mặt, chánh tà biệt phân, rồi dùng cái đại hòa điệu của đạo làm phương châm hằng sống để sửa mình độ người, vậy mới phải bác ái. Hay nói cho đúng hơn là hiệp trí hòa tâm tạo thành huệ ái định vững cơ sanh tồn. Xem đó đủ hiểu có huệ có ái, rồi cần phải có công bình nữa thì mới hoàn thành tinh thần đạo đức. Nghĩa là phải có khí phách của người chánh chân quân tử thì mới tự thắng mình và vượt khỏi sự cám dỗ vật chất. Mạnh Tử nói, đứng trước cảnh giàu sang chẳng si mê, đứng trước cảnh nghèo hèn không dời đổi. Đó là thái độ của người có tam đặc đức, cũng như Lư Trầm có ba chân đứng vững và nhã hương ngào ngạt khắp vùng phụ cận. Kết luận 3. Giác tha. Đến đây, kẻ hành giả đã thể hiện được pháp môn tự biết mình, nghĩa là biết toàn diện tâm lý và sanh lý của mình. Biết cơ sanh tồn vật thể, cơ sanh tồn tinh thần và lãnh hội đến sự sống động tâm linh của Phật tánh. Nói rút lại là minh tâm kiến tánh. Mà hễ tự biết được mình thì biết được vạn vật. Mạnh Tử bảo rằng vạn vật giai bị ư ngã, phản thân nhi thành, tức muôn vật đều có đủ nơi ta. Ta quay về bản thân mà tìm thì sẽ thành công. Biết mình, biết người, biết vật, rồi tùy thời đem cái sở đắc ấy giúp người và vật được giác ngộ như mình. Đó gọi là giác tha, thể hiện sự tự giác. Giác tha là bổn phận của cải học. Chúng tôi tạm chia sự giác tha ra làm hai phương diện là công truyền và tâm truyền. Nói về công truyền là phần truyền giáo cho phần đông trong xã hội. Về phương diện này, chúng ta nên dùng tất cả thinh âm sắc tướng để thức tỉnh xã hội khuynh hướng về đạo đức. Đại loại như phô trương nghi tiết, phượng thờ tế tự, tụng kinh làm đám, dùng văn chương ngôn ngữ giảng đạo thuyết pháp, tức dùng phương thức hữu vi phổ truyền giáo lý để cảm hóa người đời nghe hiểu và thực tiến. Phật bảo rằng cái học phải bố thí hoặc thí tài hoặc thí pháp vân vân. Bố thí hết sức mình tùy thời phổ hóa quần sinh. Luận về thinh âm sắc tướng, nó cũng có sức mạnh tinh thần và có thể cảm kích lòng người đến chỗ sâu xa. Xem như khi chúng ta vào chùa miễu trông thấy cốt tượng thì chúng ta bâng khuâng về sự tín ngưỡng.
còn trông thấy đám tang hoặc mồ mả thì lòng ngậm ngùi thương xót. Dứt âm thanh để nhạc có sức mạnh khiến chúng ta yên lặng và hoài bão việc xa xôi. Thế đủ hiểu phần công trình giáo lý cũng quan trọng lắm vậy thay. Nói về tâm truyền, tâm truyền là người này truyền thọ cho kẻ nọ giáo lý về mặt tâm pháp. Ở đây không dùng thinh âm sắc tướng mà phải thể hiện những lẽ đạo, kinh nghiệm, tâm đắc của mình ra nơi hành vi, lời nói và tư tưởng để cho người khác xem gương mà làm theo. Chỗ này ông giáo sư khoa học thực nghiệm bảo rằng anh hãy làm theo những cái tôi nói, chớ đừng làm theo những cái tôi làm. Trái lại, về đạo học, cái hành giả phải noi gương vị giáo sư mà đồ theo. Phật giáo dạy cái lý tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là lẽ như vậy. Giả lại, vô vi pháp môn không thể dùng văn tự, ngôn ngữ để mô tả được, cho nên kẻ truyền giáo phải có tâm đắc trước rồi sau sẽ truyền giáo. Nghĩa là phải học đạo lý, thực hành thế nào cho đạo lý biến thành tâm đức của mình, để rồi nó biểu dương ra cử chỉ, hành vi, lời nói và tư tưởng. Trái lại, nếu chúng ta chưa có kinh nghiệm đạo đức mà truyền đạo đức thì chúng ta chỉ nói được hình dáng của chân lý chứ không phải chân lý thực tại. Trong lòng có đạo đức thì đạo đức phát biểu ra ngoài mà người khác trông thấy rõ ràng, hữu ư trung hình ư ngoại là lẽ hằng, và đó gọi là bất ngôn chi giáo, tức truyền giáo bằng cách không nói ra lối. Tóm lại, chúng ta nên biết rằng sự học đạo đức, hành đạo đức của chúng ta liên đới ba đời. Đối với đời quá khứ, chúng ta phải tìm học hành những học lý truyền dạy của các vị thánh hiền thời xưa. Còn đối với đời hiện tại và đời vị lai, chúng ta phải lưu lại cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm để cho người sau noi theo. Viết xong tại Tòa Thánh Tây Ninh, tiết Lập Xuân năm Quý Mão 1963, soạn giả, tiếp pháp Trương Văn Tràng.